Xung đột Nga-Ukraine, việc siết chặt lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc và thị trường chứng khoán lao dốc đã đẩy 329 người ra khỏi danh sách các tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes, trong đó có 169 người mới gia nhập danh sách này vào năm ngoái. Đây là số lượng tỷ phú rớt khỏi danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes lớn nhất kể từ năm 2009, thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã đẩy 355 người ra khỏi danh sách. Ngoài ra, có 30 tỷ phú đã chết trong năm qua, theo Forbes. Ba quốc gia bao gồm Trung Quốc 153 người, Nga 35 người và Mỹ 33 người đã chiếm tới 2 phần 3 số lượng các tỷ phú rớt khỏi danh sách tỷ phú toàn cầu năm nay. Các tỷ phú công nghệ, những người có giá trị tài sản dòng tăng vọt trong thời kỳ đại dịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể có 53 người bỏ việc, trong đó có 32 người đến từ Trung Quốc và Hồng Kông. Bên cạnh công nghệ, những ngành nghề khác cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, bao gồm thời trang và bán lẻ 45 người, sản xuất 33 người và bất động sản 29 người. Hai trong số những lĩnh vực nổi bật nhất thời kỳ đại dịch, chăm sóc sức khỏe và tài chính cũng chứng kiến tổng cộng 50 tỷ phú rớt khỏi bảng xếp hạng năm nay. Trong số 10 cựu tỷ phú có giá trị dòng giảm mạnh nhất, có tới 8 người đến từ Trung Quốc. Giá trị tài sản dòng của hai người thua lỗ lớn nhất trong năm nay, Zhang Bangxin của TAL Education 13,3 tỷ đô la Mỹ và Larry Xiangdong Chen của Techadu 10,2 tỷ đô la Mỹ đã bốc hơi khi chính phủ Trung Quốc siết chặt ngành giáo dục dạy thêm. Forbes đã đo lường giá trị dòng cho danh sách năm 2022 bằng cách sử dụng giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tiền tệ từ khi kết thúc giao dịch vào thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022 dưới đây là danh sách cụ thể một số cái tên nổi bật rớt khỏi danh sách tỷ phú năm nay, theo Forbes. Đứng đầu danh sách này là Salon McKenzie. Giá trị tài sản dòng giảm từ 1,7 tỷ đô la Mỹ xuống dưới 900 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực kinh doanh, cá cược, quốc tịch Israel. McKenzie đã đảm bảo 11% cổ phần trong công ty cá cược thể thao DraftKings khi kết hợp với nhà cung cấp công nghệ SBTech trong một thương vụ sáp nhập SPAC ba bên vào tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, việc chi tiêu mạnh tay của công ty đã gây ra khoản lỗ lớn hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, qua đó khiến giá trị cổ phiếu công ty sụt giảm. Tiếp theo là Vlad Tenev và Baiju Bhat. Giá trị tài sản dòng giảm từ 1 tỷ đô la Mỹ một người xuống còn dưới 800 triệu đô la Mỹ một người. Lĩnh vực kinh doanh, ứng dụng giao dịch chứng khoán, quốc tịch Mỹ. Giá trị tài sản dòng của Tenet và Berhad đã tăng vọt khi Robinhood Markets đã ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí mà họ đồng sáng lập vào năm 2013, trở thành phương tiện cho cơn mê cổ phiếu của các nhà kinh doanh bán lẻ trong nước năm 2021-2020. Dù vậy, lượng giao dịch trên nền tảng này đã giảm mạnh kể từ đó và giá cổ phiếu của công ty cũng đã giảm 71% so với giá IPO vào tháng 7 năm 2021. Tenet sau đó đã tuyên bố quyết định được đưa ra để tuân thủ các yêu cầu của SEC và để bảo vệ công ty và khách hàng, trong khi phủ nhận rằng Robinhood phải đối mặt với các vấn đề về thanh khoản. Đứng thứ ba là AJ Scarin, giá trị tài sản ròng giảm từ 3,4 tỷ đô la Mỹ xuống dưới 700 triệu đô la Mỹ. lĩnh vực kinh doanh xe điện, quốc tịch Mỹ. Một năm trước, nhà sản xuất xe điện của AJ Scarin Rivian đã đạt được thành tích cao khi huy động vốn được ở mức cao kỷ lục là 23,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 11,2 tỷ đô la Mỹ với tư cách là một công ty tư nhân và 11,9 tỷ đô la Mỹ trong đợt IPO vào tháng 11, qua đó nâng định giá công ty lên tới 90 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên kể từ đó nhà sáng lập Kim CEO đã phải vật lộn để tăng cường sản xuất, khiến các nhà phân tích thất vọng và khiến giá cổ phiếu giảm sâu 64%. Tiếp theo là Oleg Tinkov giá trị tài sản dòng giảm từ 4,7 tỷ đô la Mỹ xuống còn dưới 700 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực kinh doanh, ngân hàng, quốc tịch Nga. Xung đột Nga-Ukraine và kế đó là các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã khiến hàng loạt tỷ phú Nga rơi vào cảnh khốn đốn. Oleg Tinkov là một trong số 35 tỷ phú Nga đã rớt khỏi danh sách tỷ phú năm nay. Giá cổ phiếu của ngân hàng kỹ thuật số của ông Tinkov đã giảm 90% tại sàn giao dịch London trước khi bị đình chỉ giao dịch vào ngày 2 tháng 3. Thứ năm Whitney Warhol, giá trị tài sản dòng giảm từ 1,3 tỷ đô la Mỹ xuống dưới 700 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực kinh doanh, ứng dụng hẹn hò, quốc tịch Mỹ. Whitney Warhol trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất khi ứng dụng hẹn hò Bumble ra mắt công chúng vào đầu năm 2021. Dù vậy, giá cổ phiếu của Bumble cũng giảm 72% sau so IPO. Tính năng trả phí của Bumble cũng đã được đưa ra với tốc độ chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh như là Tinder. Thứ sáu trong danh sách này là Jisr Groen. Giá trị tài sản dòng giảm từ 1,4 tỷ đô la Mỹ xuống dưới 600 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực kinh doanh là dịch vụ giao đồ ăn. Quốc tịch Hà Lan. Groen thành lập dịch vụ giao đồ ăn hiện được gọi là Just Takeaway.com khi còn là sinh viên vào năm 2000 và niêm yết trên Euronext Amsterdam vào năm 2016. Kể từ đó, JustEatTakeAway.com đã chi mạnh tay để mua lại đối thủ Delivery Hero với giá 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Just Eat với giá 7,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và Grubhub với giá 7,3 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2021. Giá cổ phiếu công ty đạt đỉnh vào tháng 10 năm 2020 khi đại dịch bùng phát, nhưng kể từ đó đã giảm 72% giá trị do những khách hàng cũ quay lại nhà hàng và cửa hàng tạp hóa. Công ty đã hủy niêm yết khỏi Nasdaq vào đầu năm nay, nhưng vẫn giao dịch ở Amsterdam và London. Đồng thời phải chịu áp lực từ các nhà đầu tư để hạn chế thua lỗ, công ty cũng phải đối mặt với khả năng phải bán GrabHub. Và cuối cùng là kết quang, giá trị tài sản dòng giảm từ 5 tỷ đô la Mỹ xuống dưới 500 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực kinh doanh thuốc lá điện tử, quốc tịch Trung Quốc Wang là nhà đồng sáng lập ALX Technology, công ty lớn nhất trong thị trường thuốc lá điện tử của Trung Quốc, đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào tháng 1 năm 2021, nhanh chóng được định giá 35 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, chính phủ Trung Quốc đe dọa quốc hữu hóa hoạt động bán thuốc lá điện tử, tạo ra các vụ kiện của nhà đầu tư và khiến tài sản dòng của Wang tan thành mây khói.